Dạ, mặt tiền đường ấp gò xoài cực kỳ đẹp. Dạ, nhà đất Bình Tân xin kính chào quý khách. Hiện tại bên em đang đứng ngay khu vực chợ Gò Xoài. Cái hướng này là mình đi về khu vực Tân Kỳ, Tân Quý. Và cái hướng ngược lại mà mình đi về khu Lê Văn Quế. Dạ, hôm nay thì bên em giới thiệu đến quý khách một căn nhà vị trí rất là đẹp. Nhà cực kỳ đẹp với diện tích rộng. Nằm trên mặt tiền đường ấp chiến lược cách chợ Gò Xoài vài trăm mét thôi. Vị trí kinh doanh đắc địa nằm phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân với cái diện tích nha 4,5 m x 25 m. Mình đúc 4 lầu, có tổng cộng là 11 phòng và nhà của mình có thang máy với giá là 10 tỷ, còn thương lượng ngân hàng hỗ trợ mình vay 80% giá trị căn nhà, sổ hồng riêng đầy đủ. Từ vị trí căn nhà của mình đi ra ngoài Aon Tân Phú chỉ có 600 m, đi ra chợ Gò Xoài khoảng tầm 200 m. Và ở đây quý khách đi ra các cái khu vực lân quận lân cận như quận 5, quận 10, quận 6 rất là thuận tiện. Và bây giờ thì bên em đã tới cái vị trí căn nhà của mình rồi. Căn nhà nằm ở một cái khu đồng bộ, vị trí kinh doanh đẹp với cái diện tích 4,5 m, 25 m, 4 lầu, có tổng cộng 11 phòng và nhà mình là có thang máy di chuyển. Nhà rất là đẹp, sổ hồng riêng đầy đủ, quý khách mua muốn ra công chứng liền trong ngày cũng được. Ngân hàng hỗ trợ mình vay 80% giá trị căn nhà. Để tham quan căn nhà này, quý khách vui lòng kết nối với nhà đất Bình Tân để đi tham quan trực tiếp và làm việc với chính chủ nhé. Và hiện tại thì trên cái tuyến đường ấp chiến lược này, bên em còn rất là nhiều căn mặt tiền, từ diện tích, kết cấu, giá, hứa phù hợp với lại nhu cầu của khách hàng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này, nhớ bấm like đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất mà bên em sẽ chia sẻ. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn.